Candy Hayes, chúng ta đã có lời thú nhận của ngươi. Một phù thủy vô liêm sỉ như ngươi sẽ bị thiêu sống. Đám đông tụ tập trong căn phòng nhỏ vỡ òa vui sướng khi thẩm phán tuyên án. Người phụ nữ bị buộc tội không phản ứng gì. Cô ấy trông không sợ hãi, cũng không lo lắng gì. Chỉ đơn giản là cam chịu số phận của mình. Không để lãng phí thời gian sau khi thẩm phán tuyên án, hai lính canh nắm lấy tay người phụ nữ và đưa cô ấy đi. Khi người phụ nữ bị giải qua thị trấn, một đám đông theo sau cô, họ chế nhạo và giễu cợt, gọi cô là phù thủy, vợ của Satan và những từ tồi tệ hơn nữa. Mặc dù vậy, cô ấy dường như không bị ảnh hưởng về điều đó. Cô ấy thậm chí còn không hề để ý đến. Sự chú ý của cô ấy chỉ tập trung vào một người phụ nữ bí ẩn đi cùng đám đông. Nhưng bằng cách nào đó, họ dường như không có liên kết gì, như thể người phụ nữ đó cũng không thực sự ở đó. Hai người phụ nữ tiếp tục giao tiếp bằng mắt khi các cảnh sát tiếp tục đẩy người phụ nữ bị kết án về phía trước. Họ dẫn theo người phụ nữ ra ngoài thị trấn đến một ngọn đồi cao. Những sợi dây chói tay của người phụ nữ được cắt ra và cô ấy chỉ kịp xoa nắn cổ tay bị đau của mình trước khi bị ép nằm xuống đất và buộc vào một thanh gỗ, trong khi một nhóm người khác ném những khúc gỗ còn lại vào đống gỗ gần đó. Sau khi cô được buộc chặt, các lính canh bước ra xa, nhưng sau đó một người đàn ông khác đội mũ trùm đầu lại gần. Anh ta mang theo một cây gậy lớn và bắt đầu đập vào chân cô một cách không do dự. Sự bình tĩnh của người phụ nữ cuối cùng cũng bị phá vỡ và cô ấy khóc trong đau đớn vì rạn xương. Đám đông chỉ reo hò to hơn trước tiếng hét từ phù thủy. Việc đánh đập đã khiến đôi chân của người phụ nữ bị thương nặng và gãy xương, nhưng cuộc tử hình vẫn còn lâu mới kết thúc. Người phụ nữ vẫn bị trói vào gỗ như một con bù nhìn. Ở dưới là các vật liệu dễ cháy. Vị thẩm phán bước ra khỏi đám đông đang la hét, cầm thêm một ngọn đuốc. Ông ta lớn tiếng kêu lên rằng vì tội ác của cô sẽ bị thiêu cho đến chết. Nhưng thẩm phán không bước tới. Thay vào đó, ông ấy thông báo rằng một người khác sẽ có vinh dự được đốt lửa. Một người khác bước ra khỏi đám đông và cầm lấy ngọn đuốc từ vị thẩm phán. Anh ta đi về phía giàn thiêu và nhìn lên người phụ nữ. Cô ấy kiệt sức vì bị đánh, nhưng cô ấy ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, cô ấy không nhìn người đàn ông với ngọn đuốc. Cô ấy nhìn xuyên quanh ta, hướng về phía người phụ nữ bí ẩn đi cùng đám đông. Người đàn ông trông có vẻ tức giận, khinh bỉ rằng cô ấy thậm chí không thèm nhìn vào mắt anh ta trong giây phút cuối cùng này. Và không chần chừ thêm một lúc nào nữa, anh ta ném ngọn đuốc lên giàn thiêu. Gỗ ngay lập tức bị cháy, lớp bùi nhùi bốc cháy và biến thành một ngọn lửa lớn cháy rực. Đám đông cũng nổ ra những tiếng la hét ăn mừng, thậm chí còn to hơn khi người phụ nữ hét lên bên trong ngọn lửa. Người đàn ông nhìn người phụ nữ mất hút sau ngọn lửa và làn khói. Cuối cùng, tiếng khóc của cô ấy cũng bị át đi sau tiếng nổ tanh tách của ngọn lửa. Anh ta vẫn đứng yên cho đến khi ngọn lửa gần như cháy hết. Đến lúc này thì hầu hết đám đông đã rời đi. Họ trở về nhà và hài lòng với việc đã thực thi công việc của Chúa. Khi các lính canh kéo cái xác cháy đen xuống khỏi khúc gỗ và ném nó xuống sườn dốc của ngọn đồi một cách thô bạo, người đàn ông cuối cùng quay lưng bước đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Thẩm phán tiến lại gần và đặt tay lên vai người đàn ông. Đừng quá đau buồn, thẩm phán nói, cố gắng an ủi người đàn ông. Anh sẽ sớm tìm được một người phụ nữ mới thôi. Hàng trăm người đã bị buộc tội là phù thủy ở Colonia America. Và mặc dù nhiều người đã bị buộc tội sai, nhưng có lý do để tin rằng một số người đã chịu ảnh hưởng của phù thủy hoặc chính họ là phù thủy. Những người mà hiện nay mô tả là dị thường. SCP-3998 là một ví dụ như vậy, được biết đến nhiều hơn với cái tên một phù thủy xấu xa bất tử. SCP-3998 là một xác chết có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 17, bị bỏng cấp độ 4 và bị mất chân. Cũng có bằng chứng về chấn thương do lực mạnh gây ra, nhưng không biết liệu việc bị đánh đập hay đốt cháy có phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết hay không. Một thời gian sau khi chết, những phần còn lại được thu thập và tạo thành một con bù nhìn được gắn lại với nhau bằng liễu dai, đinh và dây buộc. Mặc dù bù nhìn được tạo thành từ xác chết khá kỳ lạ, nhưng điều khiến SCP-3998 thu hút sự chú ý của tổ chức SCP chính là các thuộc tính bất thường của nó. Nó liên tục tiết ra chất lỏng dễ cháy từ xương, chủ yếu bao gồm ethanol và chất béo của con người. Và từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, xác chết lại bốc cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa này không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho xác chết và không rõ bằng cách nào nó tạo ra chất lỏng dễ cháy hoặc dễ bốc cháy. SCP-3998 không tạo ra ngọn lửa cho riêng mình. Có vẻ như SCP nhắm mục tiêu vào những người đã từng giết người hoặc hành hạ thể xác người yêu hoặc vợ chồng của mình, khiến họ bốc cháy khi có một lượng lớn ethanol sôi sùng sục xuất hiện trong dạ dày của họ. Phần giữa của họ cuối cùng sẽ bị tan chảy và sau đó phát nổ, dẫn đến việc đứt lìa nửa thân dưới của họ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội và nhanh bất thường, không thể dập tắt.
cho đến khi SCP-3998 bị dập tắt. Một số tài liệu lịch sử liên quan đến trường hợp này đã được phát hiện và cung cấp cho các nhà nghiên cứu của tổ chức làm sáng tỏ về SCP-3998, bao gồm có đoạn trích từ nhật ký ở thế kỷ thứ 17 của một phụ nữ sống gần nơi xác chết được phát hiện. Trong có một ghi chép, người phụ nữ mô tả việc tham dự đám cưới như người hàng xóm của cô, đó là Aiden và Candy Hayes. Mặc dù Candy có vẻ không hài lòng lắm với việc này, Candy là mẫu người sống nội tâm và thấy không thoải mái với quan niệm của thời đại về một người vợ tốt. Kết quả là có vẻ như cô đã trở thành nạn nhân của sự hành hạ thể xác dưới bàn tay của chồng mình. Các nhà khoa học cho rằng Candy đã tự mình rước lấy số phận này do những hành vi của mình, mà nguyên nhân sâu xa là do cô bị quỷ dữ kiểm soát. Nói cách khác, người hàng xóm tin rằng Candy là một phù thủy. Những người khác chắc hẳn cũng có cùng nghi ngờ, bởi vì họ có hồ sơ về cuộc phỏng vấn của Candy với thẩm phán William Southern, người đã thẩm vấn cô về cáo buộc hợp tác với các linh hồn ma quỷ. Candy đã không thừa nhận điều này, mặc dù cô không đồng ý rằng đó là việc xấu xa. Cô ấy nói với thẩm phán rằng các nghi lễ và phép thuật mà cô ấy thực hiện vốn dĩ không phải là tốt hay xấu, và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các cách thức tương tự. Cô ấy tiếp tục giải thích rằng cô ấy ghét chồng mình, rằng cô ấy đã bị ép buộc phải lấy anh ta, và anh ta chẳng có gì ngoài việc đối xử tàn nhẫn và bạo lực với cô. Candy cũng đề cập đến một cái tên, Clovis, mà thẩm phán cho rằng đó là con quỷ mà cô đã thực hiện giao ước nguyền rủa. Candy dường như không đưa ra bất cứ lời bào chữa hay biện minh nào cho hành động của bản thân, và thẩm phán đã kết án cô phải bị tử hình bằng cách thiêu sống. Aiden, chồng cô, là người châm lửa. Câu chuyện về phiên tòa phù thủy này là điển hình vào thời điểm đó, và đó có thể sẽ là dấu chấm hết cho những gì chúng ta biết về SCP-3998. Nhưng có một tài liệu lịch sử khác được tìm thấy đã thực sự đưa ra một cái nhìn mới về sự bất thường này. Một lá thư niêm phong được tìm thấy trong hầm của một ngôi nhà đã được gửi cho Candy, mặc dù nó dường như được viết sau khi cô qua đời. Là của người tình bí mật của cô và mô tả cách mà người đó thu thập xương cháy của Candy từ dưới chân đồi trước khi buộc chúng lại với nhau bằng liễu gai và dây buộc. Bức thư sau đó mô tả chồng của Candy gần đây đã tân trang lại nhà riêng của anh ta bằng rượu gin, thứ được biết đến là cực kỳ dễ cháy. Bức thư kết thúc bằng lời khẳng định về tình yêu vĩnh cửu của người viết dành cho Candy và được ký tên Clovis. Nhưng có lẽ thông tin tốt nhất mà chúng ta có được về nguồn gốc của SCP-3998 đến từ một câu chuyện ở địa phương ít người biết đến, được truyền miệng trong nhiều năm và cuối cùng được ghi lại trên một trang web truyền thuyết đô thị. Chuyện kể về một người phụ nữ đã hứa giao linh hồn của mình cho nữ quỷ, người đã dạy cho cô ấy phép thuật nhưng cũng đề nghị làm bạn với cô. Khi chồng cô phát hiện, anh ta đã liên hệ với chính quyền địa phương và bắt giữ người phụ nữ. Cô ấy đã bị xét xử, chân cô ấy bị đánh gãy và cô bị treo lên như một con bù nhìn trước khi bị thiêu sống. Cơ thể của cô đã bị vứt bỏ trên sườn núi, nhưng ác quỷ đã thu thập xương của cô và cho cô sống lại. Ý định trả thù bùng cháy trong lòng của người phụ nữ, nên nửa đêm cô ta đổ rượu ghi lên mình, châm lửa rồi ngã vào người anh chồng khi anh ta đang ngủ, thiêu sống anh ta để anh ta phải chịu những gì cô ấy đã phải trải qua. SCP-3998 hiện được giữ trong một tủ bảo mật ở địa điểm 34 chống cháy và niêm phong chân không để ngăn nó bắt lửa vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày. SCP-3998 và tủ bảo mật sẽ được làm sạch để loại bỏ chất lỏng dễ cháy. Các nhân viên cấp D đã từng bị kết án về tội bạo hành gia đình phải luôn được giữ tại địa điểm để đảm bảo rằng họ là mục tiêu của SCP-3998. Khi không thể bắt lửa, nó sẽ chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu nhẹ ở đầu và ngực, chứ không phải là quá trình đốt cháy tự phát. Do phương pháp quản thúc tương đối dễ dàng, SCP-3998 đã được xếp loại an toàn. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây đã khiến tổ chức phải nghĩ lại về phân loại này. Mặc dù 3998 được kiểm soát an toàn, nhưng số vụ giết người có liên quan đến hỏa hoạn ở bang Massachusetts đã thực sự tăng lên sau khi nó đã bị quản thúc, với nhiều vụ cho thấy cơ thể nạn nhân bị tổn thương giống như những nạn nhân của SCP-3998. Và mặc dù có thể đây là hành vi của một kẻ giết người hàng loạt chưa bị bắt, kẻ chỉ vô tình sử dụng các phương pháp tương tự để giết nạn nhân của hắn, một cuộc kiểm tra lại xác chết SCP-3998 gần đây đã tiết lộ nhiều chi tiết đáng lo ngại hơn. Cơ thể của SCP-3998 không thuộc về Candy Hayes, và trên thực tế, dường như nó là của một nam giới khoảng 30 tuổi vào thời điểm lúc chết. Sau những tiết lộ mới này, việc phân loại lại SCP-3998 thành Euclid đang chờ xử lý. Liệu SCP-3998 có phải là thi thể của Aiden, chồng của Candy, bị buộc phải chịu một hình phạt vĩnh viễn là bị đốt cháy mỗi đêm hay không? Hay nó là nạn nhân bất hạnh khác của một cái chết bạo lực và đau đớn chưa được biết đến, chung số phận như Candy và Clovis? Nhưng với những cái chết dường như là do SCP-3998 thực hiện, không có dấu hiệu dừng lại mặc dù đã bị ngăn chặn, chỉ có thể giả định rằng phù thủy xấu xa vẫn còn sống. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của Thiên sĩ Bob và hãy nhớ đăng ký kênh
khi chúng tôi tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ đã phân loại của tổ chức SCP.